Xin chào quý vị và các bạn nha. Chính ra cái khoa xem tướng ấy, cái khoa xem tướng thì nó xuất hiện lâu lắm rồi. Nói chung là từ cái thời mà xa xưa, từ những cái thời mà phải đến hàng vài nghìn năm trước rồi. Nói chung là quá lâu rồi, chẳng ai xác định được rằng là nó lâu đến như thế nào. Nhưng mà có một cái điều là như thế này. Nghĩa là từ ngày xưa ấy, thì người ta nghiên cứu ấy, người ta nghiên cứu về nhân tướng học ấy, thì là chủ yếu là cho đàn ông. Còn với phụ nữ thì gần như là rất là ít. Người ta ít dành những cái thời gian để mà người ta nghiên cứu cho người phụ nữ. Bây giờ thì những cái thời mà ở phương Tây hiện đại thì người ta về nhân tướng học ấy, về cái khoa học nhân tướng ấy, thì người ta sẽ đều, người ta nghiên cứu cho cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nhưng mà cái thời ngày xưa ấy, thì về cái tướng học ấy, cái nhân tướng học ấy, thì nó xuất phát từ cái Á Đông, cái người Á Đông, về cái nhân tướng tướng học phương Đông ấy. Thế đâm ra là ở bên phương Đông thì vẫn luôn có cái người ta gọi là cái trọng nam khinh nữ. Thế đâm ra là khi mà người ta nghiên cứu ấy, thì người ta nghiên cứu cho đàn ông là chính. Bởi vì cái quan điểm là phụ nữ ấy, thì chỉ có từ nhỏ rồi đến lớn lên thì đi lấy chồng, rồi lấy chồng thì theo chồng, chồng mất thì theo con. Đấy, cái kiểu nghĩa là hoàn toàn là phụ thuộc vào cái người đàn ông. Và những cái thời phong kiến thì những cái người phụ nữ thì người ta ít tiếng nói. Nói chung là gần như là không bao giờ có một cái địa vị gì ở trong xã hội, nhất là cái thời ngày xưa đấy. Hầu hết là tất cả những cái chức vị hay là những cái gì công to việc lớn, tất cả là do người đàn ông. Và người phụ nữ ấy, thì chỉ có một cái nhiệm vụ là thế này, nghĩa là sinh con này, và làm những cái việc mà chăm con, rồi nội trợ trong gia đình. Đấy, làm những cái công việc mà để mà chăm sóc chồng con, chăm sóc cho gia đình nhà chồng mà nuôi nấng con cái ấy, kiểu như thế. Chính vì vậy nhá, thế đâm ra là cái nghiên cứu cho phụ nữ về tướng học thì ngày xưa là hơi ít. Nhưng bây giờ, cái xã hội bây giờ thì các bạn biết, càng ngày thì cái nói chung là cái quyền phụ nữ ấy, ở khu vực châu Á mình, nó càng ngày nó càng, bây giờ nó rất là đồng đều rồi, rất là bình đẳng. Và cái điều này là cái tốt. Những cái người phụ nữ bây giờ ấy, thì người ta đều là người đàn ông, làm được cái gì họ cũng độc lập, họ cũng làm được những cái điều đó. Rất nhiều người phụ nữ có những cái chức vụ rất là cao. Đấy, các bạn biết. Nói chung là đôi khi có những cái người phụ nữ ấy, họ lại còn mạnh mẽ hơn cả những cái người đàn ông. Họ làm được nhiều việc hơn đàn ông. Họ là những cái người mà năng nổ, táo bát hơn. Đó. Thế nên bây giờ chính vì như thế, thế đâm ra là cái khoa nhân tướng bây giờ ấy, thì người ta dành nhiều cái thời gian để người ta nghiên cứu về nhân tướng của người phụ nữ hiện đại. Đấy, như các bạn biết ấy, cái thời ngày xưa ấy, thì cái nghiên cứu của phụ nữ ngày xưa ấy, nếu mà người ta nhìn thấy một cái người phụ nữ nào ấy, mà có một cái tương lai mà tươi sáng ấy, thì người ta chỉ nhìn vào xem là cái người này ấy, là cái người mà có đẹp hay không. Thứ nhất là mặt mũi có xinh đẹp hay không. Cái thứ hai ấy, thì người ta nhìn vào những cái bộ vị, nghĩa là nhìn xem là cái hông của người ta có nảy nở hay không, cái phần bụng của người ta nó có tròn trịa để mà có cái tướng mà sinh con quý tử hay không, cái hông của người ta, cái xương chậu của người ta có to hay không để mà sinh con có thuận lợi hay không, hay là người ta để ý vào những cái nhân chung. Để ý vào những cái nhân chung mà xem là cái nhân chung của người ta là hẹp hay là rộng, có những cái tì vết gì không,
để biết được rằng là cái chức năng mà sinh đẻ có thuận lợi hay không. Rồi người ta cũng chỉ tìm hiểu dăm ba cái như là từ những cái cử chỉ, những cái ánh mắt thế này thế kia, xem người ta có phải là cái người mà lẳng lơ hay không, có phải là người trung thủy hay không. Đấy, nói tóm lại là ngày xưa thì người ta dành rất là ít cho phụ nữ. Nhưng mà bây giờ ấy, bởi vì cái xã hội bây giờ ấy, thì cái người phụ nữ bình đẳng với người đàn ông, thì những cái nét tướng như thế gần như nó sẽ không phù hợp lắm. Không phù hợp lắm với phụ nữ bây giờ. Bởi vì sao? Bởi vì cái người phụ nữ bây giờ ấy, thì người ta không còn là ở loanh quanh ở trong gia đình, nghĩa là không phải phụ thuộc vào cái người đàn ông nữa. Họ sẽ không phải suốt ngày họ bận bịu làm những cái việc mà nội trợ cơm nước, rồi chăm sóc chồng, chăm sóc con, cứ ở nhà, rồi xong người đàn ông đi ra ngoài kiếm tiền. Người phụ nữ bây giờ ấy, thì họ ấy, ngoài những cái việc như các bạn thấy là vẫn có hai cái câu là thế này này, giỏi việc nước đảm việc nhà ấy. Ý là cái người phụ nữ bây giờ ấy, thì bên ngoài công việc của họ tốt mà về nhà họ cũng vẫn cứ đảm nhận được những cái công việc, nghĩa là họ cũng vẫn là những cái người mà đi ra ngoài họ giao tiếp, họ gặp gỡ những đối tác, họ ký kết những cái hợp đồng, họ làm tất cả những cái công việc mà hướng ngoại nữa chứ không hẳn là hướng nội. Thế nên ý, cái người phụ nữ bây giờ rất đa năng. Và cũng chính vì cái điều đó ý, thế nên là trong cái khoa nhân tướng bây giờ ý, thì rất là quan tâm và chú ý đến cái người phụ nữ. Cái khoa nhân tướng bây giờ ý, cho rằng ý, cái người phụ nữ không chỉ là cái người mà biết đẻ, không phải là những cái người mà đẻ tốt mà chăm chỉ mà chăm nuôi con cái rồi làm nội trợ tốt. Mà cái khoa nhân tướng về phụ nữ bây giờ ấy, thì người ta rất là chú trọng đến cái chuyện mà cái người phụ nữ này ấy, là cái người mà có thông minh sáng tạo hay không, có logic hay không. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với quý vị cùng các bạn bốn cái nét tướng của người phụ nữ có cái tương lai tươi sáng. Bạn nào ấy chỉ cần có một cái nét đổ lên là cái cuộc sống, cái tương lai, cái nói chung là cái tương lai của họ sẽ rất là sáng sủa, rất là tốt. Họ là những cái người mà sẽ là những cái người mà thành công trong cuộc sống, họ sẽ là những cái người mà gặp nhiều cái may mắn, gặp nhiều cái hạnh phúc. Các bạn chú ý đón xem. Cái đầu tiên, cái nét tướng đầu tiên mà để mà ta nhìn vào một cái người phụ nữ ấy, xem là họ là cái người mà có cái tương lai mà tươi sáng hay không ấy, thì chúng ta nhìn vào cái trán của họ. Những cái người phụ nữ mà sẽ có cái tương lai mà sáng lạn ấy, sẽ là cái người mà thành công ấy, trong cái cuộc sống họ sẽ là những cái người mà gặp nhiều may mắn ấy, thì hầu hết họ đều là có những cái vầng trán cao rộng. Ngày xưa thì cái nhân tướng ngày xưa thì cứ nói là phụ nữ mà trán cao ấy thì long đong về gia thất. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái thời phụ nữ ngày xưa ấy thì theo cái kiểu là không được lên tiếng, kiểu như là phải phụ thuộc vào chồng. Thế nên ấy, những cái ý kiến của phụ nữ ngày xưa ấy mà có giỏi, có cao bao nhiêu hay là có sâu bao nhiêu ấy thì cũng cái người chồng thì lại mang cái tiếng mà kiểu như là gia trưởng đấy, mang cái tính gia trưởng nhiều. Thế đâm ra là khó chấp nhận cái kiểu như thế. Và cái điều đó ấy, ở cái thời bây giờ là sai lầm. Đấy, thế nên các bạn cứ nhớ là cái người phụ nữ ấy mà có cái trán cao rộng thì họ là có một trong những cái nét tướng mà họ là cái người mà có cái tương lai rất là tươi sáng. Bởi vì thế này, bởi vì những cái người mà phụ nữ có cái trán mà cao và rộng ấy, thì họ là những cái người mà rất là thông minh. Những cái người này thì rất là khôn ngoan. Họ là những cái người mà quyết đoán. Họ là những cái kiểu người mà kiểu như là có cái khí chất,
họ là những cái người mà không thích cánh chọn, họ là cái người mà không thích so đo tính toán với người khác. Những cái người này thì rất là có sức hút. Nói chung là khi họ quan hệ giao tiếp thì họ được mọi người quý mến lắm. Những cái người này thì họ là những cái người linh hoạt. Nói chung là trong cái quan hệ, trong cái giao tiếp thì họ uyển chuyển, họ ứng biến nhanh. Nói chung là ứng biến thì hợp lý. Những cái người phụ nữ mà có cái trán cao rộng ấy, thì họ cũng là những cái người mà có thể là đi tiên phong để họ tìm ra những cái cơ hội trong cái cuộc sống, trong cái công việc của mình, trong cái sự nghiệp của mình. Nói chung ấy, họ là những cái người mà nắm bắt cơ hội rất tốt để mà thành công. Ngoài ra ấy, thì những cái người phụ nữ mà có cái trán cao rộng ấy, thì họ cũng sẽ là những cái người mà trường thọ. Họ cũng là những cái người rất khỏe mạnh, nghĩa là họ sống khỏe tới già ấy. Cái người phụ nữ ấy, mà có cái trán cao rộng ấy, thì họ là những cái người mà có cái chỉ số IQ rất là cao. Những cái người này thì họ là cái người mà sống độc lập. Những cái người này thì họ sẽ là những cái người mà thành công bởi cái trí thông minh của mình. Họ sẽ là cái người mà thành đạt, thành công trong sự nghiệp. Một cái nét thứ nữa là các bạn hãy quan sát cái đôi tai của họ. Ở đây nhá, các bạn chỉ cần quan sát thế này này. Cái đôi tai của họ ấy, nó phải là cao hơn cái lông mày. Cao hơn cái phần đuôi lông mày của họ ấy. Đấy, tai cứ phải cao hơn. Tính vào cái phần đuôi nhá. Cái đôi tai ấy, tai phải cao hơn lông mày. Nghĩa là cái đỉnh tai ấy, các bạn nhé. Nói chung ý, những cái người phụ nữ ý, mà có cái đỉnh của tai ý, có cái vị trí mà cao hơn cái lông mày của họ ý, thì đây là những cái người mà kiểu như là họ là những cái người có phúc tướng, họ là những cái người có phúc khí. Những cái người này ý, thì họ là những cái người mà nhìn chung họ là những cái người tài hoa phú quý. Các bạn cứ để ý cái người mà có tai mà thấp hơn lông mày thì họ là những cái người mà kém thông minh. Nhưng nếu như mà cái đỉnh tai của họ ấy mà cao hơn lông mày thì họ thường là những người mà vẫn có khí chất, họ thường là những cái người mà rất là thông minh. Những cái người phụ nữ mà có cái tướng tai như này, họ là những cái người mà có nhiều tham vọng. Những cái người này thì họ là những cái người mà có óc thông minh, họ là những cái người mà có tư duy tốt. Những cái người này thì họ là những cái người mà thường là họ là những cái người có học lực cao, họ là những cái người mà sống kiểu như là có nguyên tắc ấy. Đấy, các bạn thấy đấy, không có cái người nào mà người ta thành công mà người ta sống mà người ta không có nguyên tắc cả. Cái người mà dễ dàng mà bỏ qua cái nguyên tắc của mình ấy, thì họ thường là những cái người mà không thành công được, họ chỉ là những cái người mà chộp giật thôi. Thế nên ý, khi mà chúng ta mà đề ra cái nguyên tắc gì là chúng ta phải thực hiện tới cùng, đừng có dễ dàng mà từ bỏ cái nguyên tắc của mình. Chỉ đơn giản là ví dụ là như thế này, mình vạch ra cái kế hoạch là sáng ra là phải dậy tập thể dục, sau đó thì bắt đầu ăn sáng, rồi là uống cà phê hay như thế nào, rồi đi làm. Đấy là cái thói quen tốt, đúng không ạ? Thì mình phải giữ nguyên cái nguyên tắc đó. Chứ đừng có tự dưng sáng mình thấy uể oải quá, thấy mệt quá, thôi nằm thêm một tí, thôi tốt nhất là hôm nay nghỉ một buổi, không cần phải đi tập, không cần phải thế này thế kia. Như thế thì là phá bỏ cái nguyên tắc rồi. Mà phá vỡ cái nguyên tắc thì cái nguyên tắc nó là được hình thành, nó là được xây dựng và hình thành trên những cái thói quen tốt. Mình đã xây dựng được cái thói quen tốt như thế mà mình phá bỏ, mình có lần thứ nhất thì mình sẽ có lần thứ hai, và nó sẽ dần dần nó sẽ quen, nó hình thành thành cái thói quen lười, thói quen xấu. Như thế thì sẽ không thành công được, đúng không ạ? Đấy, thế nên để mà nói tiếp là cái người này ấy, thì họ là cái người mà có nguyên tắc.
Và cũng chính bởi vì cái cách sống mà có nguyên tắc ấy, thì họ cũng là cái người mà dễ thành công. Họ cũng là những cái người mà đạt được những cái thành công trong cái cuộc sống, trong cái tương lai. Một cái điểm nữa, một cái nét tướng nữa mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn, nghĩa là cái người phụ nữ mà có cái nét tướng mà tương lai sáng lạn ấy, thì các bạn là cái nét thứ ba, các bạn hãy nhìn vào cái cặp lông mày. Những cái người này thì thường là có cái cặp lông mày mà dài, dài mà không được đậm quá nhé, không được đậm nhé, mà cũng không được nhạt quá. Đấy, đại khái là cái cặp lông mày của họ là dài. Phụ nữ hay là đàn ông có cặp lông mày dài thì cũng đều tốt, nhưng mà với phụ nữ thì sẽ tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nhá, ở phụ nữ cái cặp lông mày mà nó dài ấy, thì chứng tỏ là cái người này rất là tình cảm, rất là nhu thuận. Còn ở đàn ông ấy thì lông mày dài ấy thì cũng là cái người tình cảm, cũng là cái người biết quan tâm đến người khác. Nhưng ấy, bởi vì là đàn ông thì cái mạnh mẽ thì phải cần nhiều hơn. Nếu như mà lông mày ở đàn ông mà dài ấy, thì cũng là cái người mà hơi yếu đuối về tình cảm, hơi ủy mị. Làm những cái việc khác mà làm những cái quyết định, những cái việc lớn thì hay để tình cảm nó xen lẫn. Thế nên ấy, các bạn cứ để ý những cái người đàn ông ấy, có cái lông mày ấy, nó vừa phải thôi. Đừng có ngắn quá. Nếu như mà ngắn quá ấy, thì cũng trở thành kiểu như là thô thiển, thô bạo. Làm những cái việc mà nó chớp nhoáng, nó bất chấp. Nhưng nếu dài quá ấy, thì quá đắn đo, quá ủy mị, quá đặt tình cảm trên, quá đặt nhiều cái tình cảm trên những cái quyết định của mình ấy. Đó, thế nên ở đây ấy, cái người phụ nữ mà có cái lông mày dài, đấy, cái đuôi lông mày dài thì chứng tỏ đây là cái người mà nhu thuận, đây cũng là cái người mà sống tình cảm. Những cái người phụ nữ mà có cái tướng lông mày mà dài, mảnh mà thanh ấy, thì họ là những cái người mà rất là thông minh, họ là những cái người mà có khí chất. Những cái người này thì họ là những cái người ấm áp lắm. Đây là những người nhân hậu, họ là những cái người mà tình cảm. Những cái người này thì phải nói là họ là những cái người mà cũng có cái năng khiếu ở trong những cái vấn đề mà nghệ thuật, trong những cái vấn đề mà kiểu như là văn học ấy. Nói tóm lại họ là những cái người mà đa tài. Họ ấy là những cái người mà phải nói là những cái người này thì là những cái người mà có cái tính kiên nhẫn. Họ khi làm việc gì họ làm nghiêm túc lắm, họ kiên nhẫn mà họ nhẫn nại. Đấy, họ không bao giờ là những cái người mà làm việc mà bỏ dở giữa chừng, làm rất chu đáo, rất cẩn thận, rất kiên nhẫn. Đây là những cái người mà kiểu như là vững vàng ấy, họ là những cái người mà rất là có năng lực. Cái nét tướng cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong cái video hôm nay, đó là cái tướng đôi mắt. Cái đôi mắt của cái người phụ nữ có cái tương lai sáng lạn ấy, thì họ sẽ là những cái người mà có cái đôi mắt trong sáng và hiền từ. Đấy, thế này nhá. Cái đôi mắt ấy thì nó là cái cửa sổ của tâm hồn. Mà mắt trong sáng thì là như thế nào? Cái đôi mắt mà trong sáng ấy thì cái lòng đen và lòng trắng của họ ấy phải là phân minh, phải rõ ràng. Đừng có nhiều lòng trắng quá. Lòng đen phải nhiều hơn lòng trắng. Mà ấy, nó phân minh, nó rõ ràng nghĩa là gì? Nghĩa là ấy, ở cái phần lòng trắng của họ không có cái tia máu, không mờ. Các bạn cứ để ý nhé. Những cái người mà có cái đôi mắt mà trong sáng hiền từ ấy, thì họ thường là những cái người mà có cái nội tâm rất là tốt. Những cái người này thì người ta nói là kiểu như là ít nổi giận, ít giận dữ. Mà cái người mà
không hay giận dữ, không hay nổi giận ấy, thì chắc chắn là người tốt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái lý do ấy mà nổi giận ấy, nghĩa là khi mà chúng ta mà gặp những cái điều mà bất như ý, gặp những cái điều mà người ta làm ảnh hưởng tới cái quyền lợi của chúng ta, thì chúng ta hay nổi giận. Hoặc là khi mà chúng ta hay đố kỵ, ghen ghét một cái người nào đó, thì chúng ta cũng hay nổi giận. Nói chung là cái hay nổi giận ấy, thì nó đều xuất phát từ cái tâm mà thứ nhất là đố kỵ, thứ hai là tham lam. Đố kỵ thì chắc chắn là hẹp hòi rồi. Cái người đố kỵ là cái người mà không rộng lượng, là cái người hẹp hòi, cái người mà cứ luôn là muốn là mình phải hơn người khác, đúng không? Thế đâm ra là tóm lại là những cái người mà cái người nữ ấy, mà họ có cái đôi mắt mà hiền từ ấy, thì là những cái người mà rộng lượng. Họ không hẹp hòi, không ích kỷ, mọi thứ họ có thể là bình thản, họ bỏ qua, họ cho qua rất là bình thường. Ai xấu ai tốt như nào thì họ biết, nhưng họ không để vào trong lòng, không để vào trong lòng nhiều. Những cái người mà có cái đôi mắt mà rõ ràng, mà trong sáng, mà hiền từ ấy, thì họ cũng là những cái người mà rất chân thành. Họ sống rất là chân thành, rất tình nghĩa, rất tình cảm, rất trọng tình cảm. Những cái người này đặc biệt thì không có lừa dối, không có lợi dụng, không có lừa dối, không có cái kiểu như là lợi mình hại người, không có cái chuyện mà làm hại người khác. Cái người mà có cái đôi mắt mà các bạn cứ để ý nhé, các bạn cứ để ý, có những cái người mà đôi mắt mà kiểu như là cứ mờ rồi xong lơ đễnh ấy. Thường ấy, những cái người mà có cái đôi mắt mà mờ, mịt mờ rồi lơ đễnh thì thường là những cái người mà bụng về, họ thường là những cái người mà kém thông minh, kém linh hoạt. Đấy, làm cái gì thì làm trước quên sau. Cái tướng những người như thế thì làm sao mà có tương lai tươi sáng được, đúng không ạ? Cái người mà có cái tương lai tươi sáng ấy, thì họ phải là những cái người mà họ làm cái gì họ sẽ tập trung, họ tập trung để họ làm. Họ có cái đôi mắt tươi sáng thì họ cũng là cái người mà có sức khỏe tốt chứ. Họ có sức khỏe tốt thì họ mới làm việc, họ mới chăm chỉ được. Nói chung ấy, những cái người mà có cái đôi mắt tươi sáng ấy, họ thường là những người mà có được cái sự thông minh, họ thường là những cái người mà có cái óc phán đoán, và đây thường là những cái người mà rất quyết đoán trong mọi cái lĩnh vực. Đấy, họ đưa ra những cái phán quyết rất là nhanh gọn và chuẩn. Những cái người như thế này thường là những cái người mà đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Nói tóm lại là những cái người như thế này thì họ sẽ là những cái người mà có tương lai sáng lạn. Đó. Vừa rồi là những cái chia sẻ của mình. Mình vừa chia sẻ bốn cái nét tướng của cái người phụ nữ mà có cái tương lai mà tươi sáng, có cái tương lai mà sáng lạn. Thì bạn nào, bạn nữ nào chỉ cần có một cái nét tướng đổ lên là các bạn đã có một cái gì đó rất là may mắn hơn người. Bạn nào mà có càng nhiều những cái nét tướng trên ý, thì xin chúc mừng các bạn. Chắc chắn các bạn sẽ là những cái người mà có cái tương lai mà sáng lạn hơn người. Những cái người này thì họ sẽ là cái người mà đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ cũng là những cái người mà sống tử tế, họ cũng là những cái người nhân hậu. Nói tóm lại thì những cái người mà có tất cả những cái nét tướng này ý, thì cực kỳ là tốt. Thôi, video của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị cùng các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu các bạn có ý kiến gì đóng góp thêm, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình. Bạn nào mà muốn mình chia sẻ về cái vấn đề gì, hay muốn hỏi
cái gì thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới cho mình. Biết đến đâu thì mình chia sẻ đến đó. Thân ái, chào tạm biệt.